Chúng ta đang sống trong những ngày mùa thu lịch sử, những ký ức thiêng liêng về cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 như lại ùa về trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Nhưng đây cũng là thời điểm mà cả nước đang phải gồng mình chống lại kẻ thù vô hình, virus SARS-CoV-2. Do đang phải thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19, nên dịp lễ quốc khánh năm nay nhiều hoạt động kỷ niệm không thể diễn ra, nhiều người cũng không thể trở về sum họp bên gia đình. Dịch bệnh đã khiến cho cuộc sống bị đảo lộn, nhiều thứ phải thay đổi, nhưng sẽ có những điều không bao giờ thay đổi, đó là ý nghĩa thiêng liêng của ngày Tết độc lập và tinh thần đoàn kết dân tộc. Đều đặn hàng ngày vào đúng 6 giờ sáng, tại quảng trường Ba Đình lịch sử lại diễn ra nghi lễ thượng cờ thiêng liêng. Nhưng nghi lễ ngày hôm nay dường như đặc biệt hơn khi diễn ra đúng vào dịp lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tuy nhiên năm nay không có sự tham gia của nhân dân vì nhiều tỉnh thành phố đang phải thực hiện giãn cách. Trong những ngày này khi đồng bào cả nước chưa thể đến viếng Bác được, thì đối với mỗi cán bộ chiến sĩ chúng tôi luôn tự nhắc nhở bản thân mình phải hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ chính trị được giao, và qua đó để thể hiện cái tấm lòng thành kính của không chỉ riêng đơn vị chúng tôi mà của đồng bào và nhân dân cả nước gửi đến Bác. Vì dịch bệnh không thể vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, những người dân sinh sống tại mảnh đất Ba Đình lịch sử đã chọn cách tri ân Bác bằng những việc làm ý nghĩa và thiết thực. Ngày Tết độc lập, họ vẫn thực hiện nghiêm việc giãn cách, quy định 5K, cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và đóng góp cho công tác phòng chống dịch. Cũng như là một lời tri ân gửi đến Bác trong cái dịp quốc khánh này đối với đất nước của mình. Đó là cái việc là người chúng ta làm được bất cứ việc gì, dù nhỏ thì chúng ta cũng cố gắng làm để mà chung tay để phòng chống dịch. Cứ năm nào thì chúng tôi cũng đi vào dâng hương để lễ Bác. Thế nhưng mà năm nay thì vì Covid cũng không đi được. Nghe lời kêu gọi của chính phủ và nhà nước thì tôi tình nguyện ra làm cái công việc này. Dù đang phải căng mình chống lại dịch bệnh, nhưng người dân thủ đô và cả nước sẽ không bao giờ lãng quên ý nghĩa của ngày Tết độc lập và càng thêm vững tin một ngày không xa, cả nước sẽ đẩy lùi được dịch bệnh. Trong lịch sử chúng ta đã chiến thắng rất nhiều kẻ thù hùng mạnh, nhưng mà đối với kẻ thù vô hình thì chỉ bằng những cái biện pháp thật hữu hiệu như là thực hiện tốt cái 5K và ý thức của người dân sẽ đảm bảo là chúng ta sẽ tiếp tục chiến thắng đại dịch.